Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976, số hưởng ơn trời, gặp thời hốt bạc, nổ lộc trúng lớn liên tiếp. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, vào nước đố đổ dách. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay, chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi, cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng bạn có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Quý khán giả thân mến, theo tử vi học phương Đông chỉ rõ, bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người. Khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ, đây không chỉ là thời điểm giao mùa, mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính đối với tuổi Bính Thìn. Những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Bính Thìn phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của quý bản mệnh tuổi Bính Thìn. Trong vận trình đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, từ công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé, để có cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của mình. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Bính Thìn sinh 1976 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Bính Thìn sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Bính Thìn thường không mấy suôn sẻ, họ không ngại khó ngại khổ,
Nhưng vì số mệnh không thuận lợi nên nhiều lúc công việc tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở. Những vấp ngã trong công việc, những mối quan hệ rạn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính khiến Bính Thìn nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Bính Thìn chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì và nhấn mạnh của họ dần dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Bính Thìn bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Công việc tuy không phải là quá đột phá nhưng đã đi vào ổn định. Họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người Bính Thìn đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống: biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời, dù có thể không giàu sang. Không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Bính Thìn nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít, mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành. Sự an lạc trong tâm hồn, niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Bính Thìn sinh 1976 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy, họ đã học được bài học quý giá: biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây, họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Tuổi Bính Thìn sinh 1976 cầm tinh con rồng, đứng thứ 5 trong số 12 con giáp. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Bính Thìn rất thông minh, trung thực và kiên nhẫn. Họ dịu dàng trong cách cư xử, siêng năng trong công việc, độc lập trong cuộc sống, có sự nhiệt tình và quyết tâm để làm tốt mọi việc. Họ có khả năng làm việc, quản lý xuất sắc và ý kiến sáng tạo. Vì vậy, họ được sinh ra với khả năng lãnh đạo về những bất lợi. Họ luôn đáp ứng theo tình hình, do đó họ không có khả năng dính vào các vấn đề chính của nguyên tắc. Điều này có xu hướng để lại cho mọi người một ấn tượng không đáng tin cậy. Họ không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh sa trung thổ, tức là đất pha cát. Sự kiên định chính là một trong những tính cách nổi bật của những người mệnh thổ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ quyết trí thực hiện cho đến cùng, mặc cho bất cứ khó khăn nào xảy đến. Tuổi Bính thì được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng, là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, xong lại đâu vào đấy, con người bộc trực, thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận. Họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Bính Thìn nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được thừa hưởng thừa kế của ông bà, cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên,
Sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, Bính Thịnh có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn, áo mặc, được hạnh phúc dung đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thịnh rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang, quyền quý gì nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Nam mệnh tuổi Bính Thìn là người có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lộc của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thu ô nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn là người rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch. Họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn dạng người trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành. Vì vậy, bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí. Không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng.
Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu. Đôi lúc đa sầu đa cảm, họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn 1976. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn cho tuổi Bính Thìn. Hãy mạnh mẽ, tự tin và luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Mọi thử thách đều có thể trở thành bậc thang, giúp bạn leo cao hơn và bạn hoàn toàn có thể tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trong khía cạnh tình cảm, thời điểm này có thể đem lại nhiều dấu hiệu bất ổn, ngũ hành xung khắc có thể khiến cảm xúc của bạn trở nên mãnh liệt và hỗn loạn hơn bình thường. Hãy cẩn trọng và không để cảm xúc lấn át lý trí. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa lý trí và trái tim sẽ là chìa khóa giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền vững. Đôi khi, một chút khoảng lặng để suy ngẫm sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn con đường mình đang đi. Xem tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho thấy, bản mệnh sẽ bước vào một hành trình đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị. Với sao quan đế nhập mệnh, bạn sẽ cảm nhận được một làn sóng năng lượng mới, mang đến sự độc lập và tâm trạng lạc quan trong mọi tình huống. Những thử thách hiện ra không chỉ là rào cản, mà còn là những cơ hội quý giá để bạn khẳng định bản thân và vươn lên trong những khoảnh khắc khó khăn. Tuổi Bính Thìn như một con rồng mạnh mẽ không ngừng bay lên. Mỗi lần phải đối mặt với gian nan, bạn sẽ rút ra được bài học quý giá, từ đó phát triển bản thân hơn nữa trong con đường sự nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng trở thành nguồn động viên cho những người xung quanh cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Sự gắn kết và sẻ chia không chỉ giúp bạn, mà còn làm cho tình cảm và tinh thần của mọi người xung quanh bạn thêm bền chặt. Với bản tính nhạy bén và khéo léo, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thử thách đều có thể trở thành cơ hội vàng. Năng lượng tích cực trong sự nghiệp đang bao quanh bạn như một luồng khí mới, tiếp sức cho những kế hoạch đang chờ ngày tỏa sáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và để mọi thứ tự nhiên phát triển. Sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Đặc biệt trong thời điểm này, sự xuất hiện của các cát tinh sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho sự nghiệp và tài lộc của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những cú bứt phá ngoạn mục đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này. Những thành quả mà bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn, bởi bạn đang đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh 1976, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Giới nhất bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội rực rỡ. Đây là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận được sự nâng đỡ từ vũ trụ giúp bạn vượt qua những trở ngại tưởng chừng như khó khăn. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của bạn sẽ không bị lãng phí mà sẽ được ghi nhận và phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp không đến dễ dàng. Trên hành trình chinh phục ước mơ, bạn sẽ phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn, những thử thách cần vượt qua. Đây không phải là điều xấu mà là những bài học quý giá để bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi trở ngại không chỉ đơn thuần là một rào cản, mà còn là một cơ hội để khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Khi đối diện với khó khăn, trái tim bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng mới. Mỗi điều ước, mỗi khát khao trong bạn sẽ có cơ hội thành hiện thực. Những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ không chỉ nhận được sự ghi nhận từ người khác,
mà còn từ chính bản thân mình. Cảm giác hạnh phúc khi đạt được điều gì đó mà mình đã nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ là phần thưởng lớn nhất. Nhìn chung, năng lượng của tuổi Bính Thìn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này đang mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Đây là thời điểm để bạn khẳng định bản thân, giữ vững sự độc lập và không để những ý kiến bên ngoài làm lung lay quyết tâm của mình. Hãy cho phép bản thân thể hiện những gì bạn thực sự muốn, từ việc thăng chức, tăng lương cho đến việc tìm kiếm những cơ hội mới để học hỏi và mở rộng kiến thức. Hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ những điều lớn lao mà còn từ những bước đi nhỏ bé nhưng kiên định, dù là trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Nếu bạn giữ vững niềm tin vào bản thân và quyết tâm hướng về phía trước, bạn sẽ không chỉ vượt qua mọi thử thách mà còn tạo ra những điều kỳ diệu trong sự nghiệp của mình. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn cho tuổi Bính Thìn. Hãy tự tin bước vào tháng mới với lòng kiên định. Bạn hoàn toàn có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Nhớ rằng, trên con đường sự nghiệp, không có gì là không thể nếu bạn quyết tâm và nỗ lực hết mình. Xét về phương diện tài lộc, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi Bính Thìn sẽ nở rộ như những bông hoa vào mùa xuân. Chính tài mang đến cho bạn một dòng chảy tài chính dồi dào, mở ra vô vàn cơ hội đầu tư sinh lời. Hãy mở rộng đôi mắt của mình và nắm bắt những cơ hội quý giá, từ lĩnh vực bất động sản đầy tiềm năng đến những ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ, hoặc thậm chí là thị trường chứng khoán đầy biến động. Tuy nhiên, đừng chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận cơ hội. Sự thành công sẽ đến khi bạn biết cách hành động. Với khả năng nhạy bén và tư duy sáng tạo của mình, bạn sẽ có thể phát hiện ra những điểm mạnh trong các lĩnh vực khác nhau, giúp tài sản của mình tăng trưởng một cách đáng kể. Thời điểm này cũng hứa hẹn sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Những ai làm công ăn lương sẽ dễ dàng nhận được thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Đây chính là thời điểm để bạn khẳng định giá trị bản thân và mọi công sức bạn bỏ ra sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng. Mặc dù tài chính đang trên đà phát triển, nhưng hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và giản dị vẫn là những yếu tố quan trọng. Chớ nên vội vã khoe khoang về những thành công tài chính. Duy trì một lối sống vừa phải và tiết kiệm sẽ giúp bạn xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt người khác. Đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để tiêu xài hoang phí hay thực hiện những khoản mua sắm lớn. Dù đã đạt được những thành công bước đầu, đừng quên sự khôn ngoan trong việc lập kế hoạch tài chính. Hãy xây dựng một chiến lược chi tiết và tỉ mỉ để tích lũy tài sản một cách bền vững. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn bảo vệ và phát triển tài sản của mình trong tương lai. Đặt ra những ưu tiên rõ ràng và hãy nhớ rằng, việc bảo vệ tài sản cũng quan trọng không kém việc kiếm thêm tiền. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn những cơ hội tài chính rộng mở và phần thưởng cho sự nỗ lực. Hãy đón nhận với tâm thế sẵn sàng, khôn ngoan và khiêm tốn. Một thời điểm đầy hứa hẹn đang chờ đón bạn và bạn hoàn toàn có khả năng biến những giấc mơ tài chính của mình thành hiện thực. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, bức tranh tình cảm của tuổi Bính Thìn hiện lên với những sắc thái đa chiều. Dù bạn là người độc thân hay đã có đôi, tình duyên sẽ gặp phải những thử thách mà nếu không tinh tế, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá cho trái tim mình. Những người tuổi Bính Thìn thường mang trong mình một cá tính mạnh mẽ, nhưng thời gian gần đây, bạn có thể thấy mình trở nên khép kín hơn, đặc biệt đối với những ai còn độc thân. Sự nhút nhát này khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển mối quan hệ. Có lẽ bạn đang tự hỏi liệu mình có thực sự cảm thấy cô đơn không? Dù bạn trân trọng sự độc lập, vẫn có những lúc trái tim bạn khao khát một người bạn đồng hành, một tâm hồn thấu hiểu và đầy yêu thương. Tuy nhiên, việc không thể mở lòng, không dám bộc lộ cảm xúc khiến con đường tìm kiếm hạnh phúc trở nên gập ghềnh. Đối với những người Bính Thìn đang độc thân, hãy nhớ rằng trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cần phát triển bản thân một cách toàn diện. Hãy dành thời gian để khám phá những sở thích mới, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hiểu rõ những gì bạn thực sự muốn. Từ một mối quan hệ tự tin và yêu thương bản thân chính là nền tảng vững chắc để bạn có thể mở lòng với người khác. Đối với những cặp đôi, năng lượng từ ngũ hành xung khắc trong thời điểm này có thể tạo ra những căng thẳng nhất định. Có thể bạn sẽ dễ dàng giận hờn để những bất đồng nhỏ nhặt trở thành những chiến tranh lạnh. Đây là lúc để bạn nhận ra rằng, sự thấu hiểu và chia sẻ là chìa khóa để duy trì tình yêu bền vững. Hãy học cách bộc lộ cảm xúc của mình,
nói ra suy nghĩ và mong muốn của bạn. Khi bạn không chia sẻ, người kia sẽ không thể biết được cách làm bạn hạnh phúc. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến cho tuổi Bính Thìn những bài học quý giá về tình yêu và mối quan hệ. Hãy mở lòng và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Đừng quên rằng, tình yêu không chỉ đến từ những người khác mà còn từ chính bạn, khi bạn biết trân trọng và yêu thương bản thân mình. Xét về phương diện sức khỏe, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, sức khỏe của tuổi Bính Thìn có thể gặp một số thách thức, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tình trạng mạch máu. Những mạch máu có nguy cơ khó thông suốt, có thể làm cho cơ thể bạn cảm thấy uể oải và sức khỏe tổng thể có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, việc duy trì một lối sống năng động là rất cần thiết. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày cho những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc các bài thể dục kéo giãn. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giữ được sự dẻo dai cho cơ thể, mà còn tạo ra cảm giác thoải mái và sảng khoái cho tinh thần. Đặc biệt, với những ai làm công sở, việc ngồi lâu sẽ là kẻ thù số một của sức khỏe. Bạn hãy tự nhắc nhở mình thường xuyên đứng dậy đi lại hoặc đơn giản là đi lấy một cốc nước. Mỗi bước đi dù nhỏ cũng góp phần làm tăng lưu thông máu, giúp cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh việc vận động, đừng quên rằng việc chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ thể dù là nhỏ cũng đừng nên chủ quan. Lắng nghe cơ thể mình và hành động kịp thời sẽ giúp bạn tránh xa những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Cuối tuần, hãy dành thời gian cho những hoạt động thư giãn, có thể là đọc sách, thiền hay đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung trời. Tất cả đều rất tuyệt vời để nạp lại năng lượng cho bản thân. Những giây phút thư giãn này sẽ giúp bạn phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp bạn sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Bính Thìn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Hãy chăm sóc bản thân với sự kiên trì và tận tâm. Đừng quên rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu. Việc duy trì nó chính là cách tốt nhất để bạn tự tin bước vào cuộc sống với năng lượng tràn đầy. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp cho quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Thành công đang đến gõ cửa trong tuần đầu tiên của tháng mới. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau những ngày dài đối mặt với thử thách, thì giờ đây, mọi trở ngại trong công việc dần được gỡ bỏ. Bạn sẽ cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến những mục tiêu mà bạn đã dày công xây dựng. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân với những thành công nhỏ. Dù là trong công việc hay cuộc sống cá nhân, năng lượng tích cực từ Nhất Bạch sẽ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng giao tiếp và xây dựng những mối quan hệ mới. Đây chính là cơ hội vàng để bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực nghề nghiệp. Hãy chủ động tham gia vào các sự kiện, hội thảo hoặc các buổi giao lưu để kết nối với những người có cùng chí hướng và ước mơ. Mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ mang lại thông tin quý giá mà còn có thể mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp của bạn. Về mặt tình cảm, những cặp đôi sẽ cảm nhận được sự gắn bó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian cho nhau, tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào. Hãy tham gia vào các hoạt động thú vị, khám phá những sở thích chung hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau thư giãn trong những khoảnh khắc bình dị. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này sẽ giúp củng cố tình cảm và mang lại niềm vui cho cả hai. Nếu bạn còn độc thân, hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới. Có thể một người đặc biệt sẽ xuất hiện trong tuần này, mang đến cho bạn những cảm xúc mà bạn chưa từng trải qua. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân và cho phép trái tim mình được tự do khám phá. Tình yêu có thể đến từ những nơi bạn không ngờ tới và điều đó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về mối quan hệ. Tuần này hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn sự ấm áp trong tình cảm. Hãy nắm bắt cơ hội này để khẳng định bản thân và kết nối với những người quan trọng. Tình yêu và thành công sẽ đến khi bạn tự tin bước đi trên con đường của mình, tạo ra những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Hãy để tuần này trở thành một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của bạn. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976.
Bước sang tuần thứ hai của tháng 11 âm lịch sẽ là khoảng thời gian quý báu để bạn tĩnh tâm và suy ngẫm về những gì đã qua. Đây chính là cơ hội để bạn dừng lại, nhìn nhận lại hành trình của mình, đánh giá những gì đã đạt được cũng như những khía cạnh cần cải thiện. Đừng ngại ngần khi phải đối mặt với những quyết định đã qua. Việc này sẽ giúp bạn rút ra bài học quý giá cho tương lai. Sự thận trọng trong mọi quyết định sẽ trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho bạn trong giai đoạn này. Về sức khỏe, đây là lúc bạn nên dành sự chú ý đặc biệt cho bản thân. Cuộc sống bận rộn và áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nên việc chăm sóc cơ thể và tinh thần là điều cần thiết. Hãy cho phép mình thời gian thư giãn. Bạn có thể thử những hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền định hoặc đơn giản là đi dạo trong công viên. Những khoảnh khắc bình yên này không chỉ giúp bạn nạp lại năng lượng mà còn giúp tâm trí bạn được thanh tịnh, sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Tuần thứ hai của tháng 11 âm lịch không chỉ là thời gian để nhìn lại, mà còn là dịp để bạn lập kế hoạch cho những điều sắp tới. Hãy để những suy ngẫm này trở thành động lực cho sự phát triển cá nhân và tình cảm. Bạn có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và từ đó mở ra những con đường mới cho bản thân. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi vì mỗi giây phút đều có giá trị riêng của nó. Hãy sống trọn vẹn và chuẩn bị sẵn sàng cho những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn trong tương lai. Trong lĩnh vực tình cảm, sự kết nối và thấu hiểu lẫn nhau sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy dành thời gian cho những cuộc trò chuyện sâu sắc với người yêu hoặc bạn đời. Những buổi nói chuyện chân thành sẽ giúp bạn mở lòng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Qua đó, bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm, hiểu biết và từ đó giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn những trải nghiệm đáng nhớ với nhiều cơ hội và thử thách khác nhau. Hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, mở lòng với những điều mới mẻ và chăm sóc cho bản thân mình. Mỗi bước đi trong thời điểm này đều sẽ là một phần quan trọng trong hành trình cuộc đời bạn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Bính Thìn sinh 1976, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy, nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hành sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục dị. Nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Bính Thìn sinh 1976 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tượng Rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Bính Thìn sinh 1976 độc thân, sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng Chuột phong thủy. Mang tới sự sung túc và thịnh vượng, tượng chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng quyệt trong nhà sẽ giúp Bính Thìn sinh 1976 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của, linh vật. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng phong thủy tuổi Bính Thìn sinh 1976 còn được xem là loài vật may mắn. Từ Hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với Từ Hầu, tước vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi Thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm,
vô song trong truyền thuyết dược vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tượng rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương, những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tượng trâu phong thủy. Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Trâu là quẻ khôn chủ về đất đai thổ, tức là sự thịnh vượng, bền vững. Vì vậy, tượng trâu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.